Anh Phong, anh tỉnh lại rồi hả? Anh thấy sao rồi? Anh đã bị sốt và hôn mê nhiều ngày rồi đó. Tụi em, im coi. Xong chưa mày? Nhanh lên, nhanh lên. Sao mày lại mày vậy? Dạ, gần xong rồi anh. Đi. Khi mà nhớ anh ở dưới sông lên á, anh bị giật gì đó cứa rách bụng, mất máu nhiều lắm. Em băng tạm cho anh đó. Cảm ơn cậu nghe. Nhưng mà tôi không hiểu, cậu theo băng nhớ bên kia tại sao lại cứu tôi? Mà tôi nhìn cậu thấy quen quen, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi đúng không? Anh không nhớ em hả? Em là Tám Tàng nè, người đã ở chung trại giam với anh đó. Anh có nhớ em không? Tám Tàng? Dạ em nè. Anh nhớ rồi. Không ngờ anh em mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Em còn nhớ á, lúc trước khi còn ở trong trại giam, em thường xuyên bị người ta đánh đập hành hạ dã man. Cũng may nhờ có anh Phong ra tay trượt nghĩa cứu em, nên em mới toàn mạng ra tù ngồi đây nè. Khó gì đâu. Ân tình đó em không thể nào quên được. Việc em cứu anh á chỉ là chuyện nhỏ, mà em muốn đền đáp công ơn của anh Phong thôi. Thôi anh em không à. Nhưng mà tại sao mày lại dính vô cái đám đó? Câu hỏi đó em hỏi anh mới đúng đó. Tại sao lại gây thù chuốc oán với đám đó vậy? Hết đường chạy rồi phải không? Mày muốn gì? Đây là cái giá phải trả cho sự uy hiếp tống tiền tao. Đưa cái điện thoại đây, trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tao không đưa. Mày làm gì tao? Mày giết tao hả? Chạy, nhìn lên. Lại, lấy điện thoại bằng được cho tao. Dạ, dạ. Mày kêu thêm người cho tao. Dạ đại ca. Lại. Em giữ cái điện thoại này, anh sẽ đánh lạc hướng tụi nó. Em đi hướng này. Nhanh lên. Đó kìa. Lại, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Ngon, chạy cho đi. Mày chạy đi. Mày bít cửa chạy rồi. Mày đập nó cho tao. Đại ca, không có cái điện thoại nào. Mày gieo thù ân oán giang hồ nhiều rồi, chắc mày đâu còn nhớ mặt tụi tao đúng không? Hôm bữa không có con nhỏ kia cứu mày thì mày đã đi chầu Diêm Dư lâu rồi. Lần đó có phải là lần hình cứu mình không ta? Hình như đúng là một bọn rồi. Không nói nhiều nữa, lôi đi cho tao. Mày cứu anh vậy, tụi nó biết anh còn sống không? Do nín thở hay quá, sau một hồi không thấy anh ngồi lên nên tụi nó đi hết. Em mới quay lại tìm anh đó.
Anh yên tâm đi, cái chỗ này quen vắng lắm, không có ai tìm thấy anh đâu. Cảm ơn mày nhiều nghe. Mày đã cứu anh một mạng. Thằng đệ tốt của anh. À, còn cô gái mà bị đuổi chung với anh đó, mày có biết tung tích cô ta không? Sao rồi? Anh đang hỏi mày đó. Mày nói cho anh biết coi. Cô ấy... Cô sao? Anh cẩn thận vết thương đó. Cô sao? Cô ấy chết rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Anh ngồi xuống đi. Anh bình tĩnh. Tại sao cổ có thể chết được? Anh nhớ là anh tách cổ ra. Cô đã chạy thoát rồi mà. Lúc đầu á, em cũng tưởng đâu là cô ấy đã chạy thoát rồi. Mà vài bữa sau á, công an đã phong tỏa chỗ đó. Em tò mò quay lại xem thì biết được là bạn gái của anh đã chết rồi. Không đúng, Tâm Tàn, mày gạt tao đúng không? Anh nhớ là cổ chạy một mình, đâu có ai đuổi theo cổ đâu. Mà ai có thể sát hại cổ được hả? Mày nói cho anh biết đi. Nhưng mà anh quên mất, còn có một người. Là ai? Thằng Thanh! Anh Phong, anh định làm gì vậy? Anh định đi giết anh ta hả? Không có được đâu. Thằng khốn nạn, mày hả Thanh? Giết nó thì quá nương tay cho nó. Người như nó sợ nhất là bị vạch trần sự thật. Tao có chết cũng phải đem tội ác của mày ra trước ánh sáng. Bây giờ á, anh không có chứng cứ trong tay, anh định tố cáo nó kiểu gì? Anh nên nhớ, công an bây giờ đang nghi ngờ ngược lại là anh giết hại bạn gái của anh kìa. Cái điện thoại không biết mình đã kịp giấu đi hay là thằng Thanh đã lấy lại được. Cho dù không còn điện thoại thì chính mình sẽ trở về như một nhân chứng sống. Mình sẽ khiến thằng chó Thành đó sống một cuộc đời dưới địa ngục. Bình Minh à, em yên tâm, anh sẽ báo thù cho em. Tụi nó đang về Long An đó, nhanh lên đi. Em làm gì vậy? Em đi cùng anh. Em đi cùng anh làm gì? Bây giờ anh đang đi công chuyện gấp mà. Chuyện gấp? Chuyện gấp của anh là đi tìm nó hả? Em lại như vậy nữa rồi, anh không có thời gian để gây gổ với em đâu. Anh đã nói là đi gặp đối tác thật sự. Ok, nếu đi gặp đối tác thì em đi cùng. Em cũng cùng công ty mà. Ok, đi thì đi. Nhưng mà em nhớ, không có sự cho phép của anh, em không được xuống xe. Đơn giản mà. Em ở lại trên xe, được xuống nha. Ừ. Mày định làm gì hả? Mày định làm gì?
Mày đứng lại đó, đứng lại. Tao sẽ gọi cho con Hằng, kể cho nó tất cả những tội xấu xa của mày. Mày đi tù cho coi. Mày tính làm gì hả? Mày tính làm gì? Mày buông tao ra, buông ra, thả tao ra. Hai đứa mày, tao sẽ báo công an cho hai đứa mày ở tù rung xuân. Em gặp ác mộng hả? Nè, lại mơ thấy chuyện đó nữa hả? Anh nói em rồi, em quên chuyện đó đi. Em không quên được. Em không muốn ngồi tù đâu. Nghe anh, em đừng có lo. Tất cả chứng cứ anh đã xóa hết rồi. Cái băng nhóm đó cũng bỏ trốn ra nước ngoài. Chuyện này chỉ còn anh và em biết thôi. Anh không nói, em không nói thì có ai mà biết. Em yên tâm đi mà. Anh vẫn còn yêu em chứ? Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu đúng không? Anh hứa đi. Em yên tâm đi, anh sẽ không từ bỏ em đâu. Bây giờ mình cùng ngồi chung một thuyền rồi, làm sao bỏ em được. Với lại bây giờ tụi mình cũng cần phải có tài chính vững mạnh hơn để xây dựng cuộc sống riêng, rồi xây dựng công ty của mình nữa. Anh yên tâm đi, không ai hiểu rõ các khoản chi và cách kê khống chi phí hơn em đâu. Người của bộ phận tài chính cũng đã bị mình mua chuộc hết rồi. Chúng ta sẽ rút từ từ nguồn tài lực và các mối làm ăn của ông anh họ để xây dựng công ty mới cho mình. Chào em. Hôm nay anh muốn ghé đây để xin lỗi em. Anh muốn xin lỗi em đàng hoàng chuyện hôm trước mẹ anh lên công ty phá em á, rồi khiến em bị đuổi việc. Anh xin lỗi lần nữa. Tôi không cần bất kỳ lời xin lỗi nào từ anh hết. Bộ anh không thấy tôi đang bận rộn khởi nghiệp hả? Không có thời gian để mà trách móc chuyện xưa cũ. Và anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. Mắc công mà mẹ anh với Mỹ biết thì phiền cho tôi lắm. Anh về đi. Thật ra thì hôm nay anh tới đây á, anh muốn cùng em tới phòng trọ của em. Anh bị gì vậy? Hả? Mới sáng sớm mà anh chưa tỉnh rượu à? Anh có tỉnh táo không? Anh nên nhớ là chúng ta đã chia tay nhau rồi ha. Không phải như em nghĩ đâu. Thật ra là cái lúc mà em chuyển nhà đi á, anh sợ là có một số giấy tờ quan trọng của anh em lỡ cầm nhầm đi. Giấy tờ? Giấy tờ gì? Sao tôi cầm nhầm của anh được? Anh cũng không chắc nữa, nhưng mà anh nhớ là em á có rất nhiều sách vở. Biết đâu em lỡ tay kẹp lộn trong sách của em thì sao? Rồi rồi, được rồi. Để tôi về nhà tôi kiếm lại. Nếu mà có, tôi sẽ đưa qua cho anh ha. Không cần đâu, để anh qua kiếm sẽ nhanh và đỡ phiền em hơn. Nhưng anh qua đây tìm giấy tờ hay là muốn qua nhà hàng? Tôi muốn cả hai thì sao? Chúng tôi đã chia tay nhau thiệt, nhưng mà dù sao thì hết tình còn nghĩa. Ít nhiều gì cũng từng là thanh mai trúc mã mà. Tôi qua nhà thăm Hằng cũng đâu sao đâu. Hết tình còn nghĩa hả?
Nghe có nghĩa quá đó. Ngoại tình xong còn nói đạo lý nữa hả? Mẹ anh vừa khiến cho Hằng nghỉ việc ở công ty đó. Chuyện này nói anh không liên quan, tôi không tin đâu. Sếp Trung à, cho dù anh là sếp của tôi á, nhưng mà với chuyện này anh chỉ là người ngoài thôi. Đối với Hằng và mối quan hệ của tôi và Hằng, anh có quyền gì mà phán xét chứ? Người ngoài à? Tôi có phải người ngoài hay không? Phải để cho Hằng phán xét. Chưa tới lượt anh phải lên tiếng đâu. Thôi được rồi, hai người về giùm tôi một cái đi. Mới sáng sớm mà qua đây đã gây vậy rồi, sao tôi buôn bán? Làm ơn về giùm đi. Thôi được rồi, có gì anh sẽ ghé nhà em để lấy đồ nha. Anh Thanh, hôm nay anh không đeo vòng đôi với Mỹ à? Nếu cô cảm thấy anh ta phiền phức, tôi sẽ nói chuyện riêng với anh ta. Không cần đâu, để tôi tự nói được mà. Với lại bây giờ tôi còn đang lo nghĩ chuyện của Bình Minh nữa. Ngày nào mà chưa bắt được hung thủ đã hại Bình Minh thì tôi còn đây rất chưa yên. Cô đừng lo, cảnh sát đang điều tra, không sớm thì muộn cũng xa lưới thôi à. Giờ mấy bữa nay tôi cũng có hỏi thăm mấy anh bên điều tra mà chưa có tin tức gì hết. Khả năng tụi nó đang trốn ở bên nước ngoài cao lắm. Tôi thật sự muốn gặp tụi nó trước tòa, để tôi hỏi tụi nó là tại sao lại làm như vậy với Bình Minh. Còn anh Phong nữa, cũng không biết là ảnh đang ở đâu, còn sống hay là đã. Cái tài Thành này kỳ ghê á. Đã chia tay với con người ta rồi mà còn dây dưa hoài, không biết tên Thanh này còn có ý đồ gì nữa. Hôm nay anh không đeo vòng đôi với Mỹ à? Dạo gần đây á, tao thấy cách anh ta tiếp cận Hằng có gì đó rất bất bình thường. Cứ gợi ý Hằng á phải đưa về nhà trọ. Thiên à, mày giúp tao điều tra xem khoảng thời gian Bình Minh mất tích á, hắn ta đã làm gì và ở đâu. À, với lại á, mày hỏi người dân quanh khu trọ xem dạo gần đây thấy hắn có lảng vảng quanh đó không. Mày đang nghi ngờ tên Thanh có liên quan đến cái chết của Bình Minh hả? Ừ. Có chắc là bên đó họ sẽ qua đây hợp tác với chúng ta không? Nghe nói là họ định kéo dài việc hợp tác với Tây Trung đó mà. Anh yên tâm, em chắc chắn mà. Em bấm mồi Tây Trung hết rồi. Buổi hẹn hôm nay chỉ để gặp xã giao thôi. Tốt. Dạ. Giới thiệu với anh chị, đây là giám đốc công ty của em. Dạ, dạ. Chào anh. Chào ông, chào, rất vui được gặp. Tôi là... Cô là Mỹ, giám đốc truyền thông. Dạ anh Thanh, giám đốc kinh doanh. Dạ. Nghe danh hai người đã lâu, hôm nay rất vui được gặp. Dạ, mời anh ngồi. Cảm ơn. Thực ra giám đốc truyền thông hay là giám đốc kinh doanh cũng chỉ là chức vụ tạm thời của hai anh chị này thôi. Nghe nói là dạ, hai anh chị đang xúc tiến mở công ty riêng. Nói như vậy là hai người sắp sửa tách khỏi công ty của anh Trung. À, dạ đúng. Chúng tôi đang xúc tiến các thủ tục hành chính và tiến hành các kế hoạch chuẩn bị thành lập công ty. Hy vọng lúc đó anh sẽ chiếu cố cho công ty mới của chúng tôi. Tôi hiểu rồi. Không biết là mục đích của buổi gặp gỡ hôm nay có phải là để lôi kéo tôi về phía hai người hay không, thay vì tiếp tục ở lại hợp tác với anh Trung. Mà chủ tịch Trung có biết kế hoạch của hai người không? Anh dùng từ nhã ý mời hợp tác sẽ phù hợp hơn là từ lôi kéo đó. Với lại chúng ta đều là những người làm kinh doanh, đâu phải con nít mẫu giáo mà chơi trò tình bạn thủy chung. Lợi ích kinh tế là trên hết, anh hiểu mà đúng không? Có nghĩa là cô cậu có thể cung cấp cho tôi điều kiện hợp tác tốt hơn, hoặc là phần trăm chia sẻ lợi nhuận sẽ cao hơn so với những gì tôi đã nhận được từ phía anh Trung. Chúng tôi đảm bảo nếu như anh chuyển hướng hợp tác với chúng tôi, chắc chắn anh sẽ không hối hận. Con số phần trăm trong hợp đồng dự thảo, nó sẽ cho thấy thiện chí của chúng tôi như thế nào. Có lẽ những điều kiện này rất là hấp dẫn. Ờ, đây là những điều kiện hợp tác công khai với phía anh. Và còn đây là thành ý của chúng tôi dành riêng cho anh. Cảm ơn.
Dạ sếp, nếu hai anh chị đây có lòng thì mình cứ nhận đi. Coi như đây là món quà kỷ niệm cho một sự khởi đầu mới. Tôi rất mong chờ vào tương lai của chúng ta. Dạ, cảm ơn anh. Để đánh dấu sự hợp tác này thì tôi xin phép mời hai anh chúng ta cùng nâng ly. Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta. Dạ mời. Dạ mời. Anh xem đi. Em đã chỉnh sửa lại hết rồi đó. Dạ chị ơi, đây là list các công ty quảng cáo mà mình từng hợp tác. Không cần nữa đâu, chị đã chọn list khác rồi. Nhưng mà mấy năm nay mình đều hợp tác với các đơn vị này mà. Chị là giám đốc truyền thông hay là em? Chị bị nói gì thì em cứ nghe đi. Tìm được đối tác tốt hơn, tại sao mình phải làm việc với đối tác cũ? Dạ em biết rồi, em xin lỗi anh chị. Sao rồi? Bà bị gạt đề xuất rồi đúng không? Ừ. Sếp Mỹ với anh Thanh dạo này lạ ghê á. Toàn hợp kính với đối tác, ít khi cho tụi mình tham gia cùng. Lại còn cắt hết những mối quan hệ cũ. Thu chi với những chỗ mới lại không rõ ràng. Bà nói nhỏ thôi chứ, mấy chuyện đó ai cũng thấy hết mà. Nhân viên tụi mình á thì thấp cổ bé họng, người ta có nói gì thì mình cũng gật đầu dạ thưa đi, hiểu không? Chứ em thấy không, con Nguyên ở phòng kế toán á, hôm bữa không biết nó làm bẻm gì á mà bị chị Mỹ với lại bà kế toán đuổi việc rồi đó. Thôi lo cái thân của mình đi. Chà, đeo nhau như Sam cả ngày, rồi bây giờ còn dính nhau không chịu rời nữa. Dính chứ mẹ, con dâu của mẹ xinh đẹp như vậy làm sao mà chán được. Trước mặt mẹ nói vậy ngại quá. Phải nói chứ, con dâu của mẹ không những xinh đẹp mà còn tháo vát giỏi giang nữa đó. Mẹ biết không, con với lại cổ đang tính thành lập công ty riêng á. Thời gian này con bận nhiều dự án quá nên toàn bộ là cổ lo từ A đến Z hết đó. Trời ơi, sao mà giỏi dữ vậy? Thành lập công ty riêng hả? Dạ. Mà mẹ nghe nói là khi mà mình muốn thành lập công ty riêng á là phải có vốn đầu tư nhiều lắm phải không? Dạ, cái này lúc đầu thì con vẫn còn lo được, cô yên tâm. Không những vậy đâu, cổ còn ngoại giao rất là giỏi. Cô kéo rất nhiều đối tác về công ty, mặc dù công ty chưa thành lập đó mẹ. Cô tu chắc cũng 8 kiếp đó mới gặp được một người con dâu như con. Lần này á, thiệt là mình đã chọn đúng vợ cho thằng Thanh rồi. Người thừa kế có khác. Anh ăn đi. Theo yêu cầu của mày, tao đã đi điều tra lịch trình của tên Thanh. Vào khoảng thời gian Bình Minh xảy ra chuyện, đúng vào cái ngày mà mày được Phong hẹn gặp, Thanh cũng báo công ty đi công tác bên ngoài văn phòng. Tao đã hỏi bên nhân sự và bên kế hoạch, thậm chí tao có liên lạc bên đối tác, nhưng tất cả đều cho thấy anh ta không có lý do để ra ngoài. Vậy anh ta đi đâu? Một vài hàng xóm ở gần khu trọ Bình Minh có nói với tao, người ta thấy tên Thanh á hay lẩn quẩn gần khu trọ, nhưng ngày nào á thì họ không nhớ chính xác. Có thể lúc đó anh ta gặp riêng Bình Minh và làm trớt cái vòng tay ở đó. Còn sau ngày hôm đó thì sao? Anh ta có động thái nào đáng nghi hay không? Sau ngày hôm đó, tại Thanh có xin nghỉ bệnh mấy ngày, cho tới lúc cô Hằng phát tang cho Bình Minh. Rồi mày cũng thấy rồi đó, anh ta đến chia buồn cũng nảy nọ lắm, diễn xuất rất là đạt. Không chỉ như vậy đâu, từ sau khi Bình Minh mất, anh ta lại tiếp tục lãng vãng quanh Hằng, tìm nhiều cớ để được đến nhà trọ. Còn một chuyện ly kỳ nữa, có đợt tao vừa ra khỏi công ty định đi công chuyện thì tao thấy tên Thanh túm cổ ai đó đang nói chuyện. Tao nghe loáng thoáng cái gì mà tống tiền tống tiền, nên tao tính tới gần nghe coi sao. Tự nhiên xe công ty chạy tới. Hơn nữa lúc đó tao chưa có nhận ra cái người mà tên Thanh nói chuyện đó là Phong, nên tao đâu có quan tâm. Thanh, hắn quen biết cả Phong nữa à? Ừ. Tống tiền. Ừ.
Vậy là Phong đang biết bí mật gì của anh ta hay sao? Bữa đó Phong hẹn tao ra để nói chuyện gì đó quan trọng. Bình Minh thì được xác định là đi chung với Phong. Sau đó thì cậu chết tại khu đất đó, còn Phong thì mất tích. Trước khi Bình Minh đi với Phong, cậu có thể đã gặp Thanh ở khu nhà trọ. Có thể là họ đã trao đổi chuyện gì đó và đánh rớt cái dòng. Khả năng cao là cuộc trao đổi của họ xoay quanh những thông tin quan trọng mà Phong muốn cho tao biết. Lý do mà gần đây anh ta hay tìm cớ đi gặp Hằng là muốn tới phòng trọ để tìm lại cái dòng đã đánh rơi. Và anh ta muốn che giấu chuyện mình mới gặp Bình Minh ngày hôm đó. Nhưng tại sao lại giấu? Anh ta gặp Bình Minh, sau đó Bình Minh đi với Phong mới xảy ra chuyện. Sao anh ta không công khai với Hằng và bên công an? Vì anh ta sẽ phải giải thích lý do gặp Bình Minh. Lý do đó chắc chắn có liên quan tới Phong. Nếu những gì mà chứng kiến là đúng á, thì Phong đang tống tiền Thanh. Trong khi đó, Phong thì muốn gặp tao để kể một bí mật, liên kết tất cả mọi chuyện lại. Bí mật này chắc chắn có liên quan tới Thanh. Ngày xảy ra tai nạn, rất có thể không chỉ mỗi một mình Hằng trên xe đâu. Ý của mày là tại Thanh có liên quan đến vụ tai nạn năm xưa, và bây giờ anh ta đang cố che đậy sự liên quan đó. Vụ tai nạn của Nhi thì trôi qua quá lâu rồi, cũng khó nói lắm. Nhưng ít nhất cái chết của Bình Minh á, tao tin là có liên quan tới Thanh. Hiện tại bây giờ tất cả chỉ là suy đoán cá nhân của tao với mày thôi. Cái quan trọng bây giờ là phải tìm chính xác được Thanh ở đâu ngày hôm đó. Có như vậy chúng ta mới khẳng định lại được. Rồi. Dạ. Vậy là hôm nay giao đủ rồi ha. Dạ chị. Ký tên vô đây giùm tôi. Cảm ơn. Dạ rồi. Bye bye chị. Dạ. Con giúp mẹ một lần đi. Mẹ năn nỉ con mà. Bà buông ra con coi. Giúp mẹ đi. Bà buông ra. Con gái. Giúp mẹ đi một lần thôi con. Bà buông ra. Buông ra coi. Là cuối thôi mà con. Bao nhiêu năm qua bà bầu rút tôi bấy nhiêu đó tiền chưa đủ hay sao? Hơn nữa, tôi không muốn bị gọi tới đây để tiếp tục bị bà mượn tiền. Tới đây thì sao? Không lẽ con muốn mẹ tới công ty hay tới nhà con? Gọi con tới chỗ làm của mẹ là mẹ nghĩ tới con nhiều lắm rồi đó con gái. Bà xứng đáng là mẹ của tôi hả? Bà sinh tôi ra rồi dứt bỏ tôi ở đó, có nuôi tôi được ngày nào không? Tốt nhất là đừng xưng hô với tôi như vậy. Thôi mà con gái. Con gái. Con đừng có khó khăn với mẹ như vậy mà. Mẹ hứa với con á, lần này thôi mẹ kinh doanh đàng hoàng. Con giúp mẹ nha, mẹ không có làm phiền con nữa. Bà và cái nghề tiếp viên của bà khiến tôi kinh tởm lắm. Đừng bao giờ nhận là mẹ của tôi nữa. Đây là lần cuối cùng. Hả? Lâu quá không gặp. Nếu mà cô nói với anh Thanh và cô Lê những gì cô vừa nghe thấy thì tôi thề sẽ khiến cô hối hận. Dì Tư. Ủa, cậu Trung. Dạ. Con có mua ít trái cây cho mẹ con. Dạo này sức khỏe của mẹ con sao rồi dì Tư? Tình hình sức khỏe của bà dạo này không có được ổn cậu ơi. Lúc nhớ rồi lúc quên à. Tôi ra mở cửa nha cậu. Ủa Hằng, hôm nay con tới thăm cô Nga hả? Dạ. Thôi con vô nhà đi, có cậu Trung mới trẫm á. Cô cũng tới thăm mẹ tôi hả? Ừ. Thôi giờ cậu Trung với Hằng vô trong cho nó mát ha. Đi đi con. Dạ. Mẹ, con mới tới. À, con. Dạ, con chào cô. À, Hằng, hai đứa tới chung hả? Ừ. Dạ.
Nhi ơi Nhi, có anh Trung chị Hằng tới chơi nè con. Nhi ơi. Ờ. Chắc ngủ chưa vậy? Nhỏ này bữa nay bà đặt ngủ nướng nữa. Hai đứa ở chơi nghe. À, cô Tư. Dạ. Lên kêu Nhi xuống, nói với nó là có anh Trung chị Hằng tới chơi nè. Dạ bà. Hằng, sao lâu quá con mới tới chơi vậy? Ờ, dạ. Nè, con khỏe không? Mấy bữa nay con bận công việc quá. Cô thấy trong người sao? Cô có nhức mỏi ở đâu không? Cô nhức hai cái vai quá. Để lát nữa con bóp vai cho cô nha. Tình trạng này của mẹ con bị lâu chưa dì Tư? Dạ bà bị hai hôm rồi cậu. Cậu với lại Hằng ở đây chơi đi, tôi đẩy bà đi một vòng là bà quên hà. Dạ, dì Tư ráng chăm sóc mẹ con kỹ dùng nha dì Tư. Dạ. À bà ơi bà. Ừ. À, tôi đẩy bà đi vòng chơi ha. Xong rồi tôi kêu cô Nhi xuống đây chơi với Hằng và cậu Trung nha bà. Ừ. Hai đứa ở lại chơi nghe con. Đợi chút Nhi nó xuống liền. Dạ mẹ. Mình đi hả bà. Cô đừng lo, tình trạng này của mẹ tôi sẽ nhanh khỏi thôi. Anh không còn hận tôi nữa sao? Vì chính tôi là người đã gây ra mọi chuyện. Cô có phải là người gây ra hay không, tôi vẫn đang điều tra. Với tôi bây giờ, tôi không hận cô. Nhưng với cô, tôi đã chuyển sang một thứ cảm giác khác. Tao về rồi chúng ơi. Tao mua mồi nhậu rồi nè. Ủa, tao vô sai thời điểm hả? Thôi để tao đi ra, chờ đúng thời điểm tao vô lại. Tiếp tục đi. Đủ chưa? Tôi thấy đủ rồi đó, lại cân đi. Rồi, nằm trên hớt rồi nè. Nhiều ký vậy? Đủ chưa? Đủ rồi. Rồi. Rồi qua, đơn tiếp theo là khổ qua. Khổ qua, rồi gì nữa? Khổ qua với lại dưa leo. Ờ. Rồi nè, coi đi, đủ ký chưa? Rồi. Hai bạn chạy chung tay đi. Chúng ta hãy mở tiệc ăn mừng khai trương nào. Anh mua cái gì thơm quá vậy? Anh mua toàn món mà em thích đó. Mới ngày nào còn xua đuổi hắt hủi người ta, còn bây giờ xà nẹo. Ôi, là còn hơn bánh tráng nữa. Ôi, rớt gì nè? Rớt liêm sĩ của ai không biết nữa. Thôi kệ đi. Ủa, anh Trung chị Hằng cũng tới kìa. Vậy là ba người đi chung với nhau hả? Mình cũng vô đi. Vô. Sao tự nhiên em thấy phân biệt giai cấp dữ vậy? Người ngồi trên y chang như sếp vậy á. Để cho người ta có không gian riêng đi. Sọ lá nó cũng đúng á. Ừ. Nên để người ta có không gian riêng đi. Người ta có đâu có cặp hết rồi, ngồi mình chen vô làm gì. Dạ. Miễn sao á em được ngồi kế anh là được rồi. Bé ăn đi bé. Dạ. Mà công nhận á, nhìn ba đứa mình giống như là ông táo bà táo vậy. Cái mặt như ông kẹ mà đòi là ông táo. Kiếm chuyện hả? Nè anh Thiện, anh ăn cái này coi. Cái gì mà ngon ghê luôn á bé. Ăn thử miếng đi bé. Dạ. Ha. Công nhận là chỗ này anh Thiện mua ngon thiệt luôn á. Ừ. Ăn chung mức vệ sinh mà còn tự hào nữa hả? Kệ đi, bạn bè nhau không à. Ừ. Thôi mình vô cái đi anh Thiện. Ừ. Vô.
Có chuyện này không biết có nên hỏi anh không nữa, nhưng mà tôi thấy tò mò lắm. Chuyện về Mỹ. Mỹ hả? Cô cứ hỏi đi. Cách đây mấy ngày, tôi thấy Mỹ tranh cãi với một người phụ nữ trung niên, mà người đó lại xưng là mẹ của Mỹ nữa. Nhưng mà tôi thấy coi bộ là Mỹ lại từ chối người đó. Với lại Mỹ còn dặn tôi là không được nói cho mẹ con anh Thanh biết nữa. Chắc là mẹ ruột của Mỹ lại tìm Mỹ để dò tiền nữa đó. Mẹ ruột hả? Mỹ là đứa con ngoài giá thú của chú tôi với một tiếp viên quán bar. Người phụ nữ trung niên mà cô thấy là vợ chính thức của chú tôi, hiện tại chỉ là mẹ trên danh nghĩa của Mỹ thôi. Để cho gia đình yên ấm, chú tôi đã hứa là sẽ không để cho Mỹ thừa kế bất kỳ tài sản nào. Đó là lý do mà tại sao nó luôn phải gồng mình lên để đạt được những gì nó muốn. Hằng, cô ta đã thấy cảnh đó. Nếu cô ta đem chuyện mẹ ruột của mình kể với anh Thanh và cô Lê thì sao? Liệu họ có quỷ hôn với mình không? Còn ngoài giá thú lại không nằm trong danh sách thừa kế. Nếu hai mẹ con anh Thanh biết mình lừa dối họ, liệu mình còn có thể cưới anh Thanh? Mỹ. Mỹ. À, dạ. Con suy nghĩ gì mà không ăn vậy? Mà lúc này á, cô nhìn thấy con xanh xao lắm. Bộ có chuyện gì hả con? Cô và anh Thanh, mình làm đám cưới trong tháng này luôn được không? Em bị sao vậy? À, đúng rồi, cô thấy cũng được. Nhưng mà cái vấn đề á là gia đình bên con phải gặp cô với thằng Thanh lần nữa để bàn chuyện cưới xin. Rồi mình còn phải đặt tiệc nè, rồi tìm nhà hàng nào, rồi thiệp cưới, đồ cưới nữa. Nói chung là cái này hơi gấp gáp đó con. Mấy chuyện đó không sao đâu cô, con là giám đốc truyền thông mà. Mấy cái việc mà làm sự kiện con quen rồi, con sắp xếp chút xíu là được à. Chỉ cần cô và anh Thanh đồng ý là con bắt tay vào làm liền. Nhưng mà không thể lập tức cưới trong tháng này được. Em nên nhớ là mình đang làm công ty riêng. Rồi còn chuyện gia đình em khinh thường anh nữa. Rồi còn, nói chung á là không giải quyết ổn thỏa, không có cưới gì hết. Em muốn cưới, em muốn đám cưới liền trong tháng này. Không có lý do gì để mình trì hoãn hết á. Anh nói với em rồi, anh đã nói chắc chắn là anh cưới em. Nhưng mà em phải biết là mình đang trong hoàn cảnh nào. Em về đi. À, khi nào bình tĩnh lại thì mình nói chuyện. À, con sao vậy Thanh? Tự nhiên sao con đuổi nó về? Mà nó muốn đám cưới gấp cũng tốt, tại vì trước sau mình cũng cưới nó mà. Mẹ có biết á là con đang bận nghĩ rất nhiều kế hoạch để cứu mẹ con mình không? À, con nói chuyện mẹ không hiểu gì hết. Cứu là cứu cái gì? Có bữa cơm mà ăn cũng không yên nữa. Thôi con ăn đi, con ăn xong á mẹ xuống mẹ dẹp, mẹ không ăn nữa. Bực mình. Giờ này còn tâm trạng nào mà cưới hỏi? Quan trọng nhất bây giờ là mình phải tìm được cái vòng tay đó. Hình như Hằng chưa thấy cái vòng, nhưng Trung biết rõ mình với Mỹ đeo cái vòng đôi đó. Nếu để tay Trung nhìn thấy cái vòng ở chỗ trọ của Hằng rồi suy luận được ra thì mình sẽ bị nghi ngờ. Không được, mình nhất định phải nghĩ cách. Bà và cái nghề tiếp viên của bà khiến tôi kinh tởm lắm. Đừng bao giờ nhận là mẹ của tôi nữa. Đây là lần cuối cùng. Hả? Nếu người phụ nữ đó là mẹ ruột của Mỹ thì có vẻ như anh Thanh và cô Lê vẫn chưa biết gì hết. Thôi mà kệ đi, không phải là chuyện của mày nên quản Hằng à. Tốt nhất nên tránh xa họ ra cho đỡ rối. Cô đang suy nghĩ gì mà khách vô cũng không biết vậy? Anh tới có chuyện gì vậy? Nói thì hơi kỳ, nhưng cô tháo cái vòng ra đi rồi đem cất được không? Sao tự nhiên bữa nay anh quan tâm tới cái vòng của Bình Minh quá vậy? Cái vòng này có thể không phải của Bình Minh,
tôi chưa tiện giải thích cho cô nghe. Nhưng hãy tin tôi, tạm thời cất nó đừng đeo để đảm bảo được sự an toàn cho cô. Cô nghe lời tôi đi. Cảm ơn cô. Nhớ nha, đừng đeo nó. Tôi hiểu rồi. Tôi tới chỉ để nói chuyện này thôi. Tôi về đây. Chào em. Anh tới khi nào vậy? Anh tới nãy giờ rồi, mà thấy anh Trung đang nói chuyện với em nên không vô. Nếu mà anh tới vì chuyện giấy tờ thì tôi chưa kiếm ra đâu. Chừng nào tôi kiếm ra tôi báo anh. À, mà lúc nãy anh có nghe anh Trung nói về vòng tay này nọ. Vòng gì vậy em? Anh Thanh nè, bây giờ chúng ta là những người xa lạ rồi. Nếu mà có vô tình gặp á thì chào nhau một tiếng là được rồi. Anh đừng có can thiệp vào chuyện cá nhân của người khác. Mất công bạn gái anh biết á thì hiểu lầm không hay đâu. Cửa hàng này á chỉ chào đón khách tới mua nông sản thôi. Bây giờ anh có mua không? Nếu mà không mua á, mời anh về. Ờ, mua chứ. Ờ, lấy cho anh ớt chuông với lại salad. Mình phải nghĩ cách để anh Thanh đồng ý tổ chức cưới sớm. Mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Mỹ. Thì ra là vậy. Mấy lâu nay anh vẫn qua lại với cô ta. Vậy là chắc chắn con nhỏ đó đã nói ra bí mật thân thế của mình cho anh Thanh biết. Phải rồi, chính vì vậy nên anh Thanh mới trì hoãn đám cưới của mình. Mỹ, em sao vậy? Là cô ta đúng không? Anh còn dương vấn cô ta đúng không? Em nói gì vậy? Anh không hiểu gì hết. Cái việc mà anh muốn đuổi cô ta ra khỏi công ty chỉ là cái cớ thôi đúng không? Cái cớ để mấy người né tránh sự giám sát của tôi để lén lúc gặp nhau đúng không? À, Mỹ, chuyện này anh có thể giải thích. Có phải là cô ta kể cho anh nghe hết rồi đúng không? Đúng rồi, người không từ thủ đoạn như cô ta sao mà giữ lời hứa im miệng được. Cái gì mà ngồi chung thuyền, cái gì mà chỉ yêu mình em. Có phải anh biết tôi là con ngoại giá thú, là con của tiếp viên, cho nên coi thường tôi chứ gì? Anh cũng biết là tôi không nằm trong danh sách thừa kế tài sản, cho nên bây giờ không muốn cưới tôi đúng không? Anh nói đi. Thì ra từ bấy lâu nay con giấu cô với thằng Thanh chuyện gia thế nhà con, ngay cả cái chuyện thừa kế. Không được rồi, chuyện cưới xin mình phải coi lại. Mình đi khoe cùng làng là thằng Thanh sẽ cưới được cành vàng lá ngọc. Nếu người ta biết con nhỏ là kết quả của một cuộc ngoại tình, là đứa con quan của tiếp viên quán đèn mờ, thì mình với thằng Thanh còn mặt mũi nào nữa. Đã vậy nó còn không được thừa hưởng cắt bạc nào. Mà nó thì xinh đẹp giỏi giang thiệt, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái danh giá. Con à, con nghĩ bấy lâu nay á là thằng Thanh nó yêu con á vì tiền, vì danh. Con nghĩ cô là bà mẹ chồng á đi bòn rút con dâu hả? Cho nên con mới giấu giếm từ đó tới giờ. Cô nghĩ là con đánh giá mẹ con của cô quá thấp rồi đó. Nếu đã không tin như vậy thì cái chuyện cưới xin á chắc phải từ từ tính lại đi. Cô à, con không có ý đó, chỉ là con... Mỹ à, anh chưa bao giờ yêu em vì gia thế của em hết. Bản thân em đã là một người phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh và tài năng rồi, bao nhiêu người đàn ông phải mơ ước. Nếu mà em nghĩ anh quỷ cuộc hôn nhân này vì gia thế của em thì anh hơi thất vọng. Cô nghĩ là con đi về nhà đi, để tất cả bình tĩnh suy xét rồi tính sau nha. Lâu quá không gặp.
chính là mày. Tao biết là mày mà. Cô làm cái gì vậy? Là cô đúng không? Cô thủ đoạn lắm. Tôi nói với cô rồi sao? Không được kể chuyện đó cho mẹ con anh Thanh nghe mà. Hả? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Đừng có học đóng kịch nữa. Cái tát này á là tôi trả cho cô. Coi như là quá nhẹ so với những gì mà cô đã làm với tôi. Tôi không biết là cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà nếu là vì chuyện cô đang muốn che giấu mẹ ruột của mình, thì tôi nói thẳng vô mặt cô là tôi không hề nói gì với anh Thanh và cô Lê hết. Tin hay không tùy cô. Còn nữa, cô... dù không ưa, nhưng mà nói thiệt nha, trước giờ ít nhiều tôi vẫn có sự tôn trọng dành cho cô. Nhưng mà khi tôi nhận ra là cô muốn phủ nhận mối quan hệ với mẹ ruột của mình, thì tôi thấy là tôi đang vi phạm sự tôn trọng đó. Còn việc cô dùng vũ lực vô cớ với tôi càng khiến cho cô trở nên thảm hại hơn thôi. Cô có biết điều đó không? Lúc nào cũng tỏ vẻ cao sang, khinh miệt tôi. Nhưng thực chất cô chưa từng dám nhìn vào sự thật như tôi. Đừng có hèn nữa, thức tỉnh đi. Nè ăn đi. Ngon, ngon. Anh này. Mỹ, bà đang làm gì vậy? Bà nói với tôi sao? Bà hứa cái gì hả? Mẹ đang bàn công việc với người ta. Mình ra ngoài nói chuyện đi. Không con đi đâu hết. Tôi thích ở đây đó. Ai ở đây cũng biết về bà mà. Có gì đâu sợ. Chỗ làm ăn của mẹ mà. Con đuổi khách của mẹ đi rồi thấy chưa? Sao bữa nay con hành xử kỳ cục vậy? Bộ con với chồng tương lai gây lộn hả? Rồi con tới đây giận cá chém thớt với mẹ sao? Chồng tương lai? Bà nói đúng rồi đó. Có thể tương lai của tôi không còn có ảnh nữa. Bà hài lòng chưa? Ủa sao vậy? Nó không chịu cưới con hả? Bộ nó biết con đúng, biết hết rồi. Cả mẹ của ảnh nữa. Nhưng mà sao biết được? Mẹ đâu có nói gì đâu. Mẹ thề á. Tất nhiên rồi, tôi biết là bà không nói. Sao mà bà nói được? Đó là cần câu cơm để bà tống tiền tôi mà. Sao có thể dễ dàng bẻ gãy cần câu của mình? Mỹ à, nghe mẹ nói nè. Bà muốn tiền đúng không? Bà muốn tiền đúng không? Đây, tiền nè, lấy đi, lấy hết đi. Bây giờ không còn lý do để tống tiền tôi nữa. Họ biết hết rồi, vừa lòng bà chưa? Bà không xứng đáng là mẹ của tôi. Chưa từng có giây phút nào mà xứng đáng. Biến khỏi cuộc đời của tôi đi. Đi đi. Mẹ biết rồi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ sẽ biến khỏi cuộc đời của con. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Cái số thằng Thanh sao mà nó khổ vậy đâu á. Rồi không biết cái chuyện cưới xin với con Mỹ tính làm sao đây. Mà con Mỹ này cũng dễ sợ quá. Nhìn vậy đó mà cũng ghê gớm, tính toán chứ không phải vừa đâu. Ủa, con đi đâu vậy? Ngồi xuống nói chuyện với mẹ nè. Nếu mẹ tính nói chuyện của Mỹ thì không cần phải nói nữa. Con có nhiều việc phải lo lắm. Ủa, còn chuyện gì quan trọng hơn chứ? Rồi bây giờ con tính sao với con Mỹ đây? Nè.
Đây. Nè nè nè, mấy đứa tới rồi nha. Nè mẹ. Rồi. Thơm quá dạ. Trời thơm quá à. Coi coi, cái mùi này á nó quyến rũ giống như là mùi nước bông xịn vậy á. Nước bông là nước gì? Của người ta là nước hoa. Không biết á thì đừng nói, không biết á thì dựa cột mà nghe. Ý nói tôi quê mùa chứ vậy? Không có ý đâu, mà nói thẳng á. Nè, bé cứ yên tâm. Nếu mà em thích nước hoa xịn á, hôm nào cứ nói với anh sẽ tặng cho em. Nào là nước hoa Ý nè, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, đủ hết. Nếu mà bé thích thì tặng hết. Thiệt á anh? Anh nói thiệt chứ. Nhưng mà bé nói đúng nha, cái mùi thơm của lẩu mắm quyến rũ dữ dội luôn. Theo nghiên cứu của tôi, 80% các cặp đôi yêu nhau mà dẫn nhau đi ăn lẩu mắm lại về yêu nhau khấm khích liền. Ủa? Sọ lá thiệt. Ai nghiên cứu không biết nữa. Tôi tự nghiên cứu mà. Ăn đi, mọi người ăn đi. Còn mấy người đi. Nữa, bớt mê trai lại đi. Giờ thích nước hoa chứ gì? Tí nữa tôi ra chợ Bà Chịu á, mua cho một thùng cho mấy người dầm mình cho trỏng tắm, chịu chưa? Nói gì mà xàm vậy con? Tán gái như con, đứa nào mà thèm ưng? Không được cái mặt thì ít nhất cũng được cái nết chứ. Cô nói vậy thôi, chứ nói về cái khoản chung tình á, không có ai qua được con cô đâu. Con nè, con hốt nó giùm cô luôn đi. Mẹ. Thôi 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 thôi, mấy đứa à, ăn đi con, ăn cho nóng. Đây là bữa ăn mà cô nấu để cảm ơn bé Hằng đã có công mà thu nạp thằng tí của cô về đội, mở cho nó một con đường làm ăn đàng hoàng. Rồi cũng để cảm ơn cậu Trung, cậu Thiện đã nhiệt tình hỗ trợ cho cửa hàng của tụi nhỏ. Dạ. Không có gì đâu cô, tí nó cũng giỏi lắm. Bây giờ cô đãi cái món này là hết sảy rồi. Ủa, con ăn đi Trung. Dạ. Chắc là con hay ăn đồ Tây đúng không? Chứ mấy cái món quê mùa như bún mắm vậy con không ăn được hả? Mẹ nói sao chứ, món này cũng Tây mà. Món này nguồn gốc là của Tây Nam Bộ á. Không sao, con ăn được. Ủa, khó ăn lắm hả anh? Ngon hôn, ngon hôn. Ngon, ngon. Ngon thì ăn mạnh cho mọi người hết. Vậy ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Hấp dẫn quá. Lần đầu tiên mà ăn bữa tiệc bình dân vậy á, anh thấy sao? Ngon không? Lần đầu tiên tôi ăn món này, thấy cũng hay đó. Lần đầu tiên luôn hả con? Dạ. Cô học và mọi người biết không, từ ngày mà nước ngoài nó về đây á, đây là khoảng thời gian mà đặc biệt là ngày hôm nay, nó sống mới ra con người. Ủa, chứ nào giờ ảnh không phải con người hả? Ăn, ăn, ăn. Hằng à, cô muốn đi dạo không? Hợp lý á. Ăn nãy giờ no quá rồi, mình đi dạo đi, cho nó tiêu bớt cái lẩu. Thôi đi. Đi nè, ăn xíu nữa đi. Nè, để tôi gấp cho nè, nãy giờ ông ăn có nhiều đâu. Ủa, ngồi yên đó ăn no đi. No lắm rồi. Ủa nhưng mà sao bữa nay tự nhiên quan tâm tôi sảng quá vậy? Có sợ lá tôi không? Khùng quá. Nè, ăn đi. Muốn đi dạo lắm hả? Đi dạo đi. Anh dắt bé đi lựa dầu thơm nha. Được không? Không có được. Bé ở đâu thì tí ở đó. Vậy thì ở nhà đi. Đi dạo gì vậy? Nhiều chuyện. Theo ta đi dạo làm gì? Vậy tôi ở nhà với bé. Lo ăn đi. Lâu lắm rồi tôi mới vui như vậy. Cảm ơn cô đã mời tôi. Tôi đâu có mời anh đâu. Tại vì bé nó rủ anh Thiện, rồi anh Thiện rủ anh, chứ đâu phải tôi. Vậy sao? Vậy tôi là người không mời mà tới hả? Không phải. Ý là mặc dù tôi không mời anh, nhưng mà anh tới á, tôi cũng cảm thấy rất là vui.
Ý là mọi người đều cảm thấy vui. Mà anh rủ tôi đi dạo chỉ để nói mấy câu đó thôi á hả? Thực ra tôi tính hỏi ý kiến của cô về việc kết nối thêm nhiều vườn rừng ngoài chỗ vườn rừng mộc nhiên của ông Dũng. Tôi tìm được chỗ này ở Đà Lạt. Họ hoạt động đơn lẻ chứ chưa quy mô như mộc nhiên. Sản phẩm cũng rất ok và tiềm năng. Chỗ này hình như tôi đã thấy ở đâu rồi ha. Vậy sao? Ừ. Ê Hằng, cái này được nè. Một mô hình vườn rừng, nó khác với nông trại thông thường đó bà. Nè coi đi. Thấy chưa? Ê, cái này hay rồi nha. Ừ, tôi thấy người ta còn phát triển nhiều sản phẩm độc đáo nữa nè. Họ còn nhận khách tham quan để học hỏi, mở rộng mô hình đó bà, được không? Được á. Trời ơi, không những vậy nha, tôi thấy họ đang cho khách vô tham quan để học hỏi, mở rộng mô hình. Mình chưa đủ sức như họ thì mình kinh doanh mặt hàng nông sản, thì bây giờ mình nên đi thử một chuyến mà thấy sao, đồng ý không? Ê, bộ bà đi cuốc ở trong bụng tôi hay sao vậy? Hồi nãy tôi đang tính rủ bà luôn á. Đi thử nha. Ừ, thử đi ha. Nè nha, nếu mà mình mở cửa hàng đầu tiên mà thành công á, mở tiếp cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, mình làm thành nguyên một chuỗi cửa hàng luôn. Lúc đó ha, nó không chỉ là nơi mình kinh doanh, mà còn là nơi gắn kết những mảnh đời đã từng lầm lỡ giống như tụi mình. Người ta không phải chật vật để tìm công ăn việc làm, và cũng không có bị khó khăn trong việc hòa nhập xã hội giống như tụi mình lúc đầu. Ý kiến hay. Ừ. Tụi mình sẽ làm ha. Ừ. Đi tham khảo liền. Yeah. Chỗ này Bình Minh đã cho tôi coi rồi. Vậy cô có còn muốn đi tới đó không? Nếu muốn á, ngày mai đi cùng tôi. Ý anh là ngày mai sẽ tới cái khu mà Bình Minh đã từng cho tôi coi hả? Ngay ngày mai? Thiệt không? Thật ra tôi cũng có ý đi khảo sát rồi. Tiện thể có cô đi cùng tôi, coi như là hoàn thành lời hứa với Bình Minh. Cảm ơn anh nha. Nếu mà được, ngày mai anh cho tôi đi ké nha. Chắc là Thiện đang đợi tôi về, mình về nha. Ừ. Thường rất là lãng mạn, người con gái sẽ cố tình để dính kem lên mép cho nam chính lao. Mình cũng phải thử nghiệm với Thiện ở ba mới được. Anh Thiện, ăn kem ngon không anh? Ngon em. Vậy em chạy ra đầu hẻm mua thêm cho anh ăn nữa nha. Thôi được rồi, cay được rồi. Bé. Dạ. Mép em dính kem kìa. Còn không biết lao giùm người ta nữa. Để anh. Xỏ lá thì chứ mất gì chữ người ta. Tôi lao cho mấy người không cảm ơn thì thôi, mất gì đánh đồ đùa vậy hả? Cô có lộ không hả? Ông tự lao cho bản thân ông đi. Tôi ăn kem có bị dính mép đâu mà tự lao tôi. Trời ơi, ăn nói ngang ngược ghê luôn á. Ai mượn vậy? Quýnh không cần vậy. Về rồi. Nhìn thấy mà ghét. Hai cái đứa này đi từ xa lại nghe sùm rồi à. Vậy cô chuẩn bị đi nha, ngày mai tôi sẽ tới đón cô. Gì? Mai quan lộ mắm nữa hả?
Lần sau ăn kem gọn gọn nghe em. Mép em dính kem không kìa. Nè em, lộn, mép anh đang dính. Hai cái đứa này thiệt luôn á. Chị với anh Trung đi từ ngoài đầu hẻm thôi mà nghe thấy ồn ào. Té ra là chỉ vì cây kem thôi á hả? Chị, tại ổng kìa. Tự nhiên lau miệng giùm em à. Ăn bậy hay. Tôi lau giùm cho không cảm ơn còn thái độ với tôi. Ủa? Nữa tôi có muốn không hả? Tôi không thèm nói chuyện với mấy người nữa đâu. Tôi nói chuyện với chị của tôi. Chị, hồi nãy á, em thấy chị với anh Trung đó tính hẹn ngày mai gặp nhau đi đâu vậy? Thì đi khảo sát nông sản thôi, không có gì đặc biệt hết. Nãy giờ em thấy chị đi dạo hơi bị lâu á. Đừng nói chị không có cảm xúc đặc biệt với anh Trung nha. Con nhỏ này, lo ăn kem đi kìa. Ghi lắm nha. Không được, không được. Đó chỉ là tai nạn. Chỉ là tai nạn thôi. Chỉ là một tai nạn thôi. Không được. Ngủ, 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 ngủ. Điên rồi Hằng ơi, điên rồi. Quên đi, quên đi. Nếu mà nhanh á thì chị sẽ về trong ngày. Còn nếu như có vấn đề gì đó, nói chung là để tùy tình hình cái đã. Nếu mà ở lại thêm, chị sẽ nhắn cho hai đứa biết ha. Hai đứa dạ. Em ở nhà nhớ trông coi cửa hàng cẩn thận đó. Dạ. Anh chị cứ yên tâm đi, cửa hàng này á để tụi em lo cho. Chị cứ an tâm tận hưởng tuần trăng mật đi nha. Cái thằng này nói chuyện bậy bạ. Tụi chị đi công việc chứ bộ. Thiện hả? Mày ở nhà có gì phụ bé với tí coi cửa hàng nha. Yên tâm. Với cái nhan sắc gợi thèm của tao, chắc chắn sẽ khiêu gợi được những bà thím khó tính lại đây mua hàng tấp nập. Cái nhan sắc này mà khiêu gợi, cái này khiêu khích cho người ta quýnh á. Đâu có đâu. Em thấy á, có anh Thiện ở đây, thế nào tụi em cũng mang đắt thôi à. Tụi em tin tưởng anh Thiện. Không cần đâu. Gì vậy? Nè, tôi nói cho mấy người biết, cửa hàng này á, chị em tụi tôi tự lo được. Người lạ vô lo, tôi không có quen. Cảm ơn. Thôi làm ơn giùm cái đi. Hai cái đứa này, chính chị kêu anh Thiện qua phụ đó. Ủa? Tí á, còn phải chạy tới chạy lui tiệm tóc của mẹ em. Rồi nhưng có mình con bé à, đàn bà con gái nữa. Nó canh cửa hàng chị cũng không có yên tâm. Đó. Có anh Thiện giỏi trong cái việc buôn bán. Hai đứa nha, lo mà học hỏi ảnh đi đó. Dạ. Nghe chú xê ra. Anh Thiện, tụi em tin anh. Cay thiệt. Cay quá cay mà ngon. Anh Thanh. Em làm gì ở đây vậy? Đứng đợi anh chứ làm gì. Sao không đợi lên công ty gặp nhau luôn? Anh muốn em lo chuyện của tụi mình ra nói cho công ty lắm hả? Em nhắn tin anh có đọc không? Gọi điện thoại anh có nghe không? Ờ, anh xin lỗi. Anh bận công việc quá nên không để ý điện thoại. Mẹ muốn nói gì vậy? Chuyện gì cần biết, anh cũng biết rồi. Em muốn hỏi là bây giờ anh tính thế nào? Anh sẽ cưới em
hay bỏ em. Anh muốn cái gì thì phải nói đi chứ, phản ứng cái gì đi. Tại sao lại im lặng như vậy? Anh nói anh bỏ em hồi nào? Còn chuyện thân thế của em, anh hoàn toàn không để ý tới. Người anh cưới là em, chứ không phải là phía gia đình của em. Còn mẹ anh, em phải cho mẹ anh thời gian để chấp nhận chuyện này chứ. Tại sao em cứ hối thúc làm rối tung mọi chuyện lên hết như vậy? Anh Thanh à, hình như anh nhận từ em quá nhiều, cho nên anh mặc định là em luôn chạy theo anh và mẹ của anh đúng không? Anh quên rồi, để em nhắc cho anh nhớ nha. Chúng ta đang ngồi chung trên một con thuyền. Em muốn ám chỉ cái gì hả? Chuyện thứ nhất, anh và em đều nhúng tay vô vào những vụ tham ô, bòn rút ngân sách của công ty để lập công ty riêng. Nếu mối quan hệ này gián đoạn thì có nghĩa vụ làm ăn kia sẽ ngừng lại, thậm chí sẽ bị anh họ của em phanh phui. Em không để chuyện đó xảy ra đâu đúng không? Dù gì thì nó cũng dính dáng tới em mà. Có lẽ. Vậy câu chuyện thứ hai thì sao? Anh quên rồi hả? Những gì em đã chứng kiến ở khu đất đó, bình minh và cái chết của nó. Nè, em nói nhỏ thôi. Em nên nhớ, em là người ra tay với cậu trước. Nhưng anh mới là người kết thúc mạng của nó. Em phải hiểu, anh làm tất cả mọi chuyện là vì em. Nếu lúc đó cổ mà tỉnh lại thì cổ sẽ tố cáo em. Mỹ à, nghe anh nói nè, anh yêu em nên mới làm như vậy. Bây giờ hai chúng ta đang ngồi chung một con thuyền, bất cứ ai trong hai chúng ta bị chìm thì người còn lại cũng không được yên ổn đâu. Vì vậy anh nhất định phải ngồi vững trên con thuyền này để bảo vệ em. Mỹ à, nghe anh nói nè, chúng ta sẽ cưới nhau, nhưng mà bây giờ anh cần thời gian để giải quyết những rắc rối còn sót lại. Còn về phía mẹ anh, mẹ anh thì cũng phải cần thời gian để mẹ hiểu rõ em mới là người quan trọng, chứ không phải lý lịch gia đình em. Em có tin anh không Mỹ? Em muốn tin anh, nhưng phải chờ bao lâu? Mẹ của anh cần bao nhiêu thời gian? Em yên tâm đi, anh sẽ thuyết phục mẹ anh, anh sẽ giải quyết ổn thỏa những chuyện còn lại nha. Chào anh chị. Ở đây chắc là anh Trung với chị Hằng đúng không? Chào anh. Chào anh. Chào chị. Dạ chào anh. Chào mừng anh chị đến tham quan vườn nha. May quá, tôi có tưởng liên hệ gấp như vậy á sẽ không gặp được anh và tham quan được vườn. Lúc nào tôi cũng có ở đây hết á. Bây giờ mình vô tham quan luôn. Dạ. Xin mời anh chị. Dạ. Anh chị cứ tự nhiên tham quan. Hôm nay chú Tiến có việc đột xuất nên tôi thay mặt chú để dẫn anh chị đi tham quan sơ cái mô hình vườn của mình nha. Mời anh chị theo tôi. Nếu như anh chị đã bỏ thời gian cũng như công sức đến đây để tìm hiểu mô hình nông nghiệp này thì tôi chắc rằng là anh chị cũng biết vườn rừng được trồng theo cách mà các loại thực vật có lợi cho nhau, cũng giống như trong môi trường tự nhiên của mình vậy. Dạ, mời anh chị tham quan tiếp. Mình đi. Hai anh chị là người yêu của nhau hả? Tính khi nào đám cưới? Trời, cái anh này. Không phải đâu anh, em với anh Trung chỉ là người quen với nhau thôi à. Xin lỗi nha, tại anh chị nhìn đẹp đôi quá, cứ tưởng là... Nè, anh quản lý vườn, anh cố tình trêu chọc đúng không? Đã là sự thật thì khó nói khác gì lắm. Dạ, con chào chú. Xin giới thiệu với anh chị. Chào. Đây là chú Tiến, chủ vườn. À, con chào chú. Chào chú ạ. À? Ờ, thôi được rồi, hai cháu, mời hai cháu vào trong liều kia để chúng ta nói chuyện với nhau. Dạ, mời anh chị. Mời anh chị. À, dạ, dạ, con mời chú. Thật là vinh hạnh khi hai cháu muốn hợp tác với mô hình vườn rừng của chú. Thật sự mà nói, chú luôn luôn mong muốn nhân rộng cái mô hình này tới nhiều nơi khác nữa. Tuy nhiên, để làm được chuyện đó thì trước hết
chúng ta phải chứng minh được tính thương mại và sự bền vững của nó. Dạ. Hai cháu đến thật là đúng lúc đó. Dạ. Dạ, con cũng cảm thấy mô hình vườn rừng này không chỉ có lợi cho môi trường mà còn có tính kinh tế nữa. Con thấy mô hình này chi phí bảo trì thấp, năng suất lại đa dạng, coi như là mọi thứ con cảm thấy rất là tuyệt vời luôn. Nếu mà chúng ta để ý và chú trọng thêm một chút xíu về phần thiết kế vườn rừng thì con nghĩ là sẽ tạo ra một mô hình có tiềm năng thương mại rất là lớn. À ha. Trung. Dạ. Cái cô bé này rất thông minh và am hiểu về vấn đề này lắm. Lo mà giữ chặt nó nghe chưa. Đâu có dễ gì mà gặp được con bé như thế này. Dạ. Chú. Chú cứ chọc con hoài à. Uống đi. Con mời chú. Dạ mời chú. Con về rồi hả Thanh? Dạ. Con chào cô. Mẹ ngồi đi mẹ. Mẹ, hôm nay á Mỹ qua đây thăm mẹ, cô có mang quà qua tặng cho mẹ để xin lỗi chuyện hôm trước. Quà cáp á thì không giải quyết được gì hết cả, bởi vì đây là chuyện hệ trọng của hai đứa mà. Cô vẫn còn giận con hả cô? Mỹ à, để cô nói thẳng với con nha. Thằng Thanh nhà cô á tuy không xuất thân giàu có như ai, nhưng mà ít ra nó cũng là một người gia giáo đàng hoàng. Chính vì điều đó cô mới không cho nó qua lại với con Hằng, là bởi vì con Hằng nó có cái vết nhơ ở quá khứ. Cứ tưởng là thằng con của cô á tránh được giỏi dưa, ai ngờ gặp giỏi dừa. Dạ, vậy sẵn đây con cũng nói rõ với cô luôn. Con mong là cô đừng xếp con ngang hàng với Hằng. Con không phải là cô ta, và cũng không dễ dàng từ bỏ cuộc hôn nhân này. Anh Thanh sẽ là chồng của con bất kể như thế nào. Mỹ, em bớt nói lại giùm anh, ngồi xuống đi. Đó, con nghe chưa? Chưa rước về nhà ở mà đã nói cái giọng như vậy rồi. Đúng là gen di truyền mà. Thôi mẹ, con đã quyết định rồi, con sẽ cưới cổ. Mẹ phải hiểu là con cưới cổ chứ không có cưới gia đình của cổ. Mẹ nhớ lại đi, lúc đầu á mẹ ưng cổ vì điều gì? Cô Lê, cho dù mẹ của con có là ai thì cũng không hề ảnh hưởng tới danh giá của con, bởi con còn có ba của con. Con lớn lên và sinh ra trong một gia đình có giáo dục, con tự tin là khả năng và phẩm giá của con không thua bất kỳ một cô gái nào. Còn nữa, nếu như mà cô đang lo lắng về chuyện thừa kế thì sẵn tiện đây con cũng nói cho cô biết, con với anh Thanh chuẩn bị lập công ty riêng. Với khả năng và tài chính của con thì con có thể hỗ trợ dư sức ảnh phát triển sự nghiệp, tự mình tạo ra tài sản. Không thích hơn là phải ngửa tay chờ tài sản từ người khác đúng không? Thôi, con thấy là bây giờ mày không cần phải nghĩ gì nữa hết. Mọi chuyện con đã quyết định rồi, chuyện này mình không cần phải nói tới nữa nha. Dạ, mời chú. Dạ, con xin phép uống hết ly này con nghỉ. Con uống cũng nhiều rồi. Giờ chiều rồi, nhắm về kịp được thành phố không đây? Dạ, đáng lý ra là tụi con cũng kịp về, nhưng mà bây giờ anh Trung anh uống cũng hơi nhiều, sợ lái xe không được, không an toàn. Chắc là bữa nay con phải xin chú ở lại đây. Không biết là chú còn dư phòng không chú? Ồ, tiếc quá. Bình thường thì nhiều lắm, nhưng mà vừa rồi á có một cái đoàn nó đặt kín mất rồi. Nhưng mà không sao đâu, cách đây khoảng 2 cây số chắc chắn sẽ có nhiều chỗ nghỉ. Dạ, con cảm ơn chú. Chứ mình phải thuê khách sạn ở đây một đêm luôn. Dạ, anh chị muốn thuê phòng ạ? Em cho anh 2 phòng đơn nha. Ủa chứ không phải là 1 phòng sao? Hả? Em hiểu lầm rồi, tụi anh chỉ là bạn bè thôi. Hiện giờ là bên khách sạn em chỉ còn 1 phòng giường đôi thôi. Anh chị có muốn lấy không ạ? Tụi anh lấy. Dạ, cho em mượn giấy tờ của mình nè. Nè. Dạ.
gối hàng ngủ trên giường đi. Tôi nằm dưới đất. Trên công ty báo, Tây Trung đi công tác khảo sát vườn rừng. Hằng cũng không có ở cửa hàng. Khả năng cao là họ đi với nhau. Mình phải tranh thủ lúc này thôi. Dù Tây Trung có lẽ đánh hơi ra mùa gì đó rồi, nhưng chỉ cần mình lấy lại được cái vòng tay thì hẳn sẽ không còn bằng chứng để bắt bẻ nữa. Anh đi đâu vậy? Tôi tới đây kiếm một số giấy tờ. Lần trước Hằng dọn nhà đi, có lẽ là kẹp nhầm trong đống sách vở của Hằng. Chị Hằng không có nhà. Anh muốn gì thì đợi chị Hằng về đi. Tôi nói với Hằng á, cổ ok rồi. Tôi vô tìm nhanh lắm. Để đó là không có được nè. Mà không có đi đâu hết trơn. Ai kiếm chuyện với bé là coi như kiếm chuyện với tí đó. Muốn cái gì? Ông muốn gì hả? Đòi vô đây kiếm đồ gì á. Chị Hằng không có ở nhà, làm ơn á đừng có tùy tiện vô nhà của người khác. Vậy hai người dọn nhà có thấy gì lạ lạ rớt không? Có thể là đồ của tôi trong đó đó. Không thấy gì hết á. Mà có thì chị Hằng sẽ tự đưa cho anh. Tôi nói cho anh biết, tụi tôi cũng không dám đụng vô đồ của chị Hằng nữa, huống chi là anh, người ngoài. Tại Thành đến đây làm gì vậy ta? Đi về đi, không muốn là tôi gọi chị Hằng á nha. Có vẻ như hai đứa này không lượm được cái vòng và cũng chưa biết gì hết. Tạm thời mình rút trước vậy. Vậy thôi, tôi về. Cho tôi gửi lời hỏi thăm Hằng nha. Bày đặt hỏi thăm đồ. Bé, lần sau ăn chả qua, mình chuẩn bị sẵn một thau nước đi. Mình dội thẳng cho mặt chả luôn. Thì ghét thịt chú. Thưa mình. Hằng à, cô ngủ rồi hả? Cô thấy thoải mái không? Cảm ơn anh. Vì chuyện gì? Vì tất cả mọi chuyện. Anh không những không hận tôi vì chuyện năm xưa, còn luôn xuất hiện giúp đỡ tôi lúc tôi cần. Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tôi không xứng đáng mà. Em xứng đáng. Đúng là trước đây anh rất hận em, nhưng bây giờ thì anh không chắc vì lý do phải hận em. Càng tiếp xúc với em, anh càng nhận ra những mặt tốt trong con người của em. Cái cách mà em nỗ lực bù đắp cho quá khứ, cái cách mà em cố gắng phấn đấu vì tương lai, và cái cách mà em sống hết lòng vì bạn bè. Cho nên em đừng hỏi tại sao anh lại tốt với em. Đơn giản với anh, vì em xứng đáng. Hình như là cái phòng này hơi nóng ha. Hơi nóng một tí. Thôi, chúc anh ngủ ngon nha, tôi ngủ trước. Em ngủ ngon.
Đi công tác qua đêm rồi ha. Cảm giác như thế nào hả sếp? Nè, hồi sáng tôi nhìn mặt của sếp giống như ai đổ mật ong lên mặt vậy đó. Cứ cười tủm tỉm, chúm chín hoài. Với lại ta cũng đang tự hỏi, không biết cái cô Hằng đó có cái năng lực gì mà có thể biến một cái cục inox như mày mà trở thành một cục ong gòn. Ê sao hay vậy? Mày bớt nhây đi, nghiêm túc lại nè. Về chuyện của Bình Minh á, mày có khai thác được thông tin gì mới không? Theo nguồn tin đáng tin cậy mà tao có được, chính xác là Bình Minh xuất hiện lần cuối cùng với Phong. Nhưng phạm vi mà cổ bị hại chết á, là nằm ở ngoại ô, không có camera, không thể xác định được chuyện gì đã xảy ra. Chuyện có đúng là do bọn giang hồ hiềm khích với Phong ra tay với cổ hay không cũng không thể xác định được. Nhưng mà có chuyện này nè, tao có thể xác định được. Chuyện hôm trước mình bàn chỉ là giả thuyết thôi, nhưng lần này tao chắc chắn sẽ khẳng định. Tài Thanh đến khu trọ của Bình Minh trước khi cổ gặp Phong. Chưa hết đâu, tao đi hỏi những người xung quanh ở gần hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Họ cho biết họ nhìn thấy có một người dáng dấp rất giống Tinh Thanh xuất hiện ở khu đó. Mày có chắc không? Chuyện này rất nghiêm trọng. Chắc. Rốt cuộc anh đã làm tới chuyện gì hả Thanh? Tiếp theo mình sẽ làm gì? Thanh ơi, xuống ăn sáng nè con. Ủa, sao lại ăn vậy? Tôi chưa ăn mà, thằng Thanh chưa ăn mà. Sao cô ăn trước vậy? Con cũng chuẩn bị đi làm mà mẹ, tranh thủ thôi. Với lại con nghĩ sau này mẹ bỏ qua mấy cái quy tắc này đi. Mẹ, có gì sẵn tiện mẹ rửa chén giùm con nha. Cái gì? Bắt tôi phải rửa chén giùm hả? Trời ơi, con dâu tốt ghê ha, tôi có phước thiệt á. Đuổi con Hằng, rước cô về. Mà cô còn tệ hơn nó nữa, ít ra nó còn biết lo đủ thứ chuyện trong nhà này. Tôi nói đúng hay là tôi nói sai? Mẹ, bây giờ con còn đang nói chuyện đàng hoàng thì con nhắc cho mẹ nhớ một điều nè. Đừng bây giờ so sánh con với mà, con Hằng mà. Con và nó không giống nhau. Mặc kệ nó đã từng làm gì trong nhà này, con không bao giờ hạ mình để làm mấy chuyện đó. Con đi làm. Hay ha, tức thiệt chứ. Ý là chưa rước nó về làm dâu á, chứ cái kiểu này làm dâu á, nó làm mẹ mình thì có. Cũng may á là nó còn giá trị lợi dụng với thằng Thanh. Chứ cái thứ con ngoài giá thú như mày đó hả, tao tống cổ sớm rồi. Hứ, sáng sớm à. Chị Mỹ. Hả? Chị làm như nãy giờ mẹ em thấy chị cười vui lắm á nha. Có chuyện gì hả? Không, chị bình thường mà, có gì đâu. Thôi, nói em nghe đi. Em với chị là chị em thân thiết với nhau. Nói em nghe đi. Hả? Chuyện này nó nói ra thì nó hơi ngại á. Với lại chị không biết là bây giờ nói ra nó có hơi sớm không nữa. Thôi mà chị này, nói em nghe xíu đi. Hả? Bây giờ chị nói cho em nghe là em không có được nói cho ai nghe hết nha. Trời ơi, chị biết em mà, em kín miệng lắm. Hả? Chị với anh Thanh sắp kết hôn. Trời ơi, thiệt hả chị? Hai bên gia đình đã đồng ý với nhau rồi, bây giờ chỉ còn chọn ngày nữa thôi. Trời đất ơi, trời, viên mãn, hạnh phúc quá. Chúc mừng chị nha. Đừng có nói ai nghe nha, nhớ nha. Em biết rồi. Mà chị lên trước đó, nhớ nha, không có nói ai nghe hết nha. Chuyện riêng của chị không được bàn bạc đâu. Em biết nha. em biết mà. Alo, alo, mọi người biết tin gì chưa? Trời, tôi vừa mới gặp chị Mỹ. Chị Mỹ nói chị Mỹ với anh Thanh sắp kết hôn rồi. Thiệt, vừa mới nói chuyện ở đây nè. Không biết hai người quen nhau từ khi nào á, mà bây giờ hai bên gia đình gặp mặt sắp kết hôn rồi. Ghê chưa, bất ngờ chưa bà già? Gì ghê vậy ta? Nhân viên phòng nào vậy? Hả?
Làm việc không lo làm việc, lo ngồi đây nhiều chuyện. Ê sếp, biết chuyện gì không? Chuyện gì? Hồi nãy tao đi pha cà phê cho mày, tao phát hiện ra một chuyện. Mày vào thẳng vấn đề cho tao. Thanh và Mỹ sắp cưới nhau, nghe nói là chọn được ngày rồi. Hay đó. Ừ. Hay gì? Mày kêu Thanh vào đây cho tao. À. Mời anh. Ông Khoan. Hả? Chúc mừng anh nha. Cậu ngồi đi. Dạ. Tôi thấy dạo gần đây á, hình như cậu không tập trung vào công việc đúng không? Thời gian cậu xuất hiện ở công ty cũng không có nhiều. Tôi bận đi gặp đối tác. Số liệu phát triển của sàn không tăng mà còn giảm nữa. Cậu giải thích thế nào? Tôi nhất định sẽ xem xét lại chuyện này. Không chỉ xem lại khâu vận hành, mà cậu nên xem lại cách quản lý của mình nữa kìa. Ừ, tôi hiểu rồi. Xin lỗi sếp, tôi sẽ tự kiểm điểm lại bản thân. Nếu không còn việc gì, xin phép sếp. Cậu Thanh. Dạ. Bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao? Quan trọng tới mức mà cậu quên luôn cả công danh, sự nghiệp, tương lai của mình. Chắc chắn phải là việc cực kỳ quan trọng đúng không? Vậy thì thôi, cậu về làm việc đi. À phải. Dạ. Chuyện cậu sắp kết hôn đúng không? Chuyện này là chuyện quan trọng rồi. Xem ra cậu thích nghi cũng nhanh lắm. Công danh thì thăng tiến, vừa thăng tiến á thì đã đá người yêu cũ rồi. Thế nào, nếu mà có gửi thiệp á thì phải nhớ mời tôi. Tôi nhất định sẽ đến chúc phúc cho cậu. Cảm ơn sếp. Nhất định tôi sẽ gửi thiệp. Xin phép sếp. Sếp, sao rồi? Chắc chắn có vấn đề rồi. Không những đời tư có vấn đề mà trong công việc cũng có vấn đề. Dạo gần đây tao để ý Thanh với Mỹ thường xuất hiện chung với đối tác, tần suất họ gặp nhau rất nhiều. Như vậy là không bình thường, mày thấy ghê chưa? Ừ, tao hiểu rồi. Cô cứ lựa thoải mái nha. Dạ. Ra mới về sáng nay luôn cái đó. Cái này tươi nè cô. Dạ. Ai lựa xong thì em cho qua đây tính tiền. Để chị cân cho. Cô tính tiền. Vậy cô lựa con cân cho. Ừ, đầy đủ rồi qua tính tiền đi. Dạ rồi. Của cô 65 à? Nè, cảm ơn cô nha. Dạ. Cô bán dễ thương quá. Lấy cho tôi cái bịch được cô. Ê, dạ. Bịch này cô. Cảm ơn. Cô lựa ơi, cho xin cái bịch đi cô ơi. Bé ơi, dạ? Lấy thêm cái bịch cho chị kia kìa. Dạ dạ. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cái này bán sao cô? Dạ, chị cứ lựa đi nha. Dạ. Xong rồi em tính tiền ở đây nha. Dạ rồi, của chị 50. Cảm ơn em. Dạ con cảm ơn. Dạ con cảm ơn nhiều nha. Mai mua tiếp nha cô. Chị, buôn bán mệt dễ sợ, nhưng mà nếu ngày nào cũng đông vậy chắc vui lắm ha. Nhưng mà em phải chuẩn bị tinh thần đi, có ngày này ngày khác, chứ không phải lúc nào cũng vậy đâu. Chị, lúc trước á chị bán rau phụ nhà bà Lê cũng vậy hả? Ừ, thì cái này cũng là chuyện bình thường trong kinh doanh thôi mà. Chị. Hử? Em có chuyện này em thắc mắc á. Nói đi. Thật ra chuyện cũng xưa rồi, hỏi lại em cũng hơi ngại. Cứ nói đi mệt ghê á. Hồi trước á, chị với anh Thanh yêu nhau có vui không? Ai yêu á thì cũng sẽ vui mà. Nếu mà nói là không vui á thì là nói dối đó. Tại em tưởng chị không muốn nhắc tới nữa. Ngày trước á, đúng là cuộc sống vất vả thiệt. Nhưng mà mình sống lâu trong cuộc sống như vậy thì mình cũng sẽ cảm thấy quen, rồi sẽ cảm thấy nó bình thường thôi.
Tình yêu của chị với anh Thanh lúc đó chính là động lực để chị cố gắng mỗi ngày. Việc có nhắc tới hay không á, thì đối với chị, thiệt ra chị cảm thấy rất bình thường. Chị trân trọng khoảng thời gian đã qua, trân trọng bản thân trong quá khứ, vì mình đã dành hết tình cảm chân thật cho một người. Không có gì phải hối tiếc hết em. Chỉ là bây giờ, khi người đó không còn ở bên cạnh mình, thì mình phải chấp nhận. Thì cứ coi như là hết duyên, vậy thôi. Công nhận, chị mạnh mẽ ghê á. Gặp em á, là em không muốn nhớ gì về người cũ đâu. Trời ơi, ngon quá à. Giờ này mà có ông Tí ở đây chắc ổng khoái lắm á. Sao em không gọi Tí về luôn đi? Thôi chị, để ông kiếm tiền đi, sự nghiệp quan trọng hơn mà. Đúng rồi, kêu nó tới đây làm chi, nó khịa tôi hoài à. Ê Trung, tao nghe nói em hỏi mày sắp đám cưới đúng không? Mày cũng nghe rõ rồi, hỏi tao làm chi? Tao biết là vậy, nhưng mà tao nghĩ là mày biết trước. Dù sao cũng là họ hàng mà. Ủa, em hỏi anh Trung là ai vậy? Là Mỹ chứ ai. Không lẽ bà sắp cưới ông Thanh hả? Đúng rồi, chứ không lẽ cưới anh. Chính cô Mỹ xác nhận vậy á. Thì ra Chị không sao chú? Sao Trăng cái gì trời. Chị đã nói với em rồi, cái gì qua thì cho qua, không có hối tiếc hay là níu kéo gì hết đó. Cái gì vậy trời? Cái lẩu em thích mà sao giờ ngồi chù ụ vậy? Tại em nhớ chị Minh cũng thích món này lắm nè. Phải chi chị còn sống hả? Thôi em đừng buồn nữa, nhất định công an sẽ điều tra ra mọi chuyện, đòi lại công bằng cho Bình Minh. Thôi ăn đi. À, ăn đi. Thơm quá à. Tôi sẽ không để cho bà chết quan đâu liền. Hãy chờ tôi thêm một thời gian nữa. Bà Hồng. Ủa, sao qua gọi đầu sớm vậy? Bữa nay á, qua không làm gì hết á, qua kiếm bà nói chuyện chơi. Sao vậy? Sao dòm cái mặt bà coi bộ không có ổn? Bộ bên nhà có chuyện nữa hả? Thì đó, cũng là cái con quỷ nhỏ đó. Đàn bà con gái gì đâu mà tệ quá không biết nấu ăn. Trời ơi, chứ bộ bà muốn nó hả, làm đầu bếp năm sau luôn hả gì? Rồi chưa kể hả, rồi chăm lo nhà cửa cho bà từng ly từng tí bà mới chịu. Ủa chứ nó là dâu mà, là dâu thì phải biết dung dáng gia đình chứ. Rước nó về hả? Trời ơi, tôi phải phục vụ nó như là con ở của nó vậy đó. Cũng tại bà hết đó. Lúc đầu á, không phải là bà cố tình bà đuổi bằng được con Hằng để bà rước con Mỹ về hay sao? Thì nói nào ngay á, thì con Mỹ á, nó cũng không có tệ. Ít nhiều gì á, nó cũng trợ giúp cho thằng Thanh á, trong công việc. Tôi nói thiệt nha, để mà đã cái nư của bà, tôi nghĩ chỉ có một mình con Hằng á, là nó phục vụ bà được thôi. Bà đó, bà coi, bà tàn nhẫn với nhỏ biết bao nhiêu. Ủa, nói nghe nè, mắc giống gì mà bữa nay bà binh nó quá vậy? Không nha, tôi nói là sự thật. Bà không tin á, bà hỏi hết cùng làng cuối xóm thử coi, coi có ai nói giống tôi không. Đó, thấy chưa, rõ ràng bây giờ ngồi đó tiếc. Tôi thấy bà giống như má chồng của tôi vậy đó. Trời đất ơi, qua đây để tâm sự với bà cho đỡ buồn. Nghe bà nói hả, làm tôi mất mệt thêm à. Mất mệt. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ, con mua cái gì vậy con? Con có mua đồ ăn sáng cho mẹ, với lại con đi chợ, con tranh thủ mua cho mẹ ít đồ sẵn để mẹ nấu cho tiện. Con á, không biết con mua làm chi, để mẹ tự mua được rồi. Con biết á, là mẹ thích ăn cá sông, thấy chợ có bán nên con mua luôn nè. Còn á, mẹ con xung vầy thì có ích gì chứ, phải có tiền mới có hạnh phúc. Có mấy con cá sông làm sao so sánh với con cá tầm, cá nhám. Mẹ cảm ơn con. Dạ. Tiền nè em. Dạ, em cảm ơn chị. Ờ, cho em gửi. Cảm ơn em. Bữa sau chị nhớ ghé ủng hộ em nha. Ờ, chị biết rồi. Dạ. Anh nghĩ việc kinh doanh ở cửa hàng em cũng có doanh số rồi. Em nghĩ thế nào về việc trở lại công ty?
trở lại công ty á hả? Sàn thương mại điện tử mới chắc chắn sẽ phù hợp với em. Anh tin tưởng là em có khả năng đó sao? Anh tin vào năng lực của em. Có một điều chắc là em không biết. Thực chất ý tưởng kinh doanh trong từ dương trường quy mô lớn của em đó, anh đã từng nghĩ tới. Có điều do trước đây anh đang bận sắp xếp hai sàn thương mại kia, cho nên là vẫn chưa có thời gian tính kỹ gì nữa. Lúc mà nghe em trình bày về chiến lược của mình, anh cảm thấy dường như có một thế lực nào đó mang em đến bên anh. Cho nên anh thật lòng muốn em trở lại công ty. Em hiểu, nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc. Anh có thể cho em thêm thời gian được không? Được, anh chờ quyết định của em. Cậu Thanh, bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao? Quan trọng tới mức mà cậu quên luôn cả công danh, sự nghiệp, tương lai của mình. Chắc chắn phải là việc cực kỳ quan trọng đúng không? Rốt cuộc là anh ta cố tình tiếp cận Hằng để làm gì? Liệu anh ta có đang đào bới lại vụ tai nạn năm xưa không? Không được, mình phải tìm cách thôi. Dạ. Nè, nếu mà cô không biết nấu ăn á thì không lẽ rửa chén cũng không biết nữa hả? Dạ, nếu mẹ rảnh thì mẹ rửa giùm con đi. Chớ sao cái chuyện chén dĩa này mẹ cứ lằng nhằng hoài à? Tôi là mẹ của thằng Thanh, sắp tới là mẹ chồng của cô đó. Ủa cô nghĩ sao mà cô nói vậy? Nếu như mẹ không có làm được thì mẹ để đó, có gì con thuê người làm. Với lại mẹ ơi, bàn tay của con không phải là để làm cái chuyện này. Con nghĩ là nếu mà mẹ chịu được thì chịu, còn không chịu được thì từ từ chịu. Với lại mẹ cho con xin cái ngày giờ nha, để có gì con đi đặt nhà hàng rồi chụp hình cưới nữa. Vậy nha mẹ. Nè nè nè, nghe tôi nói nè, cô và thằng Thanh á, hai đứa nói đúng ra là chưa có sự nghiệp rõ ràng, mà sắp tới đây á phải lo dồn tiền dồn sức để lập công ty, cho nên tôi nghĩ là cái chuyện cưới xin á từ từ được không? Dạ không mẹ, cưới là cưới, làm là làm. Con thấy hai cái chuyện này mình làm song song nhau không có ảnh hưởng gì hết á. Không, nghe tôi nói đi, mình từ từ. Dạ không mẹ. Thôi đi, hai người để cho con yên được không? Còn em nữa, để anh đi em về. Ý trời. Ê nè, hay ha. Cô tưởng là cô có giá lắm hả? Chờ đi, đợi thằng Thanh con tôi á, nó có cái mối nào ngon hơn á, chưa tới lượt cô đâu. Em làm gì mà cứ gây gổ với mẹ anh hoài vậy? Tại mẹ anh đó. Ủa có chuyện lớn chuyện nhỏ gì không hài lòng là đem ra so sánh với nhỏ đó là sao? Còn ngay cả chuyện đám cưới nữa, bàn bạc biết bao nhiêu lâu rồi, rồi bây giờ kêu từ từ là gì? Thôi mà em, mẹ anh giận lên nên mới nói vậy thôi, chứ mẹ anh cũng đâu ưa gì cô ta đâu. Mẹ anh đúng là ham vật chất. Chắc chắn là mẹ anh biết tôi là con ngoài giá thú nên bây giờ muốn đá tôi chứ gì. Rồi sao? Sao mẹ anh không nhìn lại? Từ đó tới giờ tôi làm biết bao nhiêu chuyện cho con bà ta. Thôi được rồi, anh biết là được rồi. Anh biết thì được cái gì? Mẹ anh là người phải biết kia kìa. Nếu như mà mẹ anh biết á thì đã không đối xử với tôi thái độ như vậy, hiểu không? Em cứ bình tĩnh đi, cái chuyện này á đâu thế nào mà thay đổi được liền đâu. Với lại em yên tâm, anh nhất quyết á không để em chịu thiệt thòi đâu. Còn mẹ anh, em cứ kệ đi, mẹ anh muốn nói gì mẹ anh nói, em đừng quan tâm tới. Nghe anh nè, ngoan. Ngoan, anh thương mà. Thương yêu gì tôi? Anh không thương em thì thương ai? Con nhỏ kia kìa. Con nhỏ nào?
Anh không biết con nhỏ nào hết á. Anh chỉ biết một mình em thôi, và người anh thương yêu nhất chỉ có em thôi. Em nghĩ đi, nếu mà anh không thương em á, thì mọi người trong công ty, khi mà mọi người đồn là tụi mình kết hôn, anh đã chối rồi. Anh cũng nghe hả? Ừ. Không phải em nói đâu. Thôi được rồi, anh đâu có trách em đâu. Em chỉ cần biết anh thương em là được rồi. Nhớ đó, em mà biết anh hài lòng, anh chết với em. Nè, cứ yên tâm đi, anh không có ai ngoài em hết á, chỉ yêu một mình em thôi. Thôi được rồi, ngoan, bây giờ anh phải về. Không, ở lại với em mà. Thôi mà, ngoan, anh không ở lại được. Với lại anh đâu thế nào mà bỏ mặt mẹ ở nhà một mình được. Ngày mai anh đi làm nữa, anh đâu có mang đồ theo đâu. Ờ. Ngoan, lần sau anh sẽ ở lại. Vậy anh giúp em nha. Em không biết hỏi ai ngoài anh hết trơn á. Được rồi, để anh tính cho. Anh sẽ kể cho em nghe về cuộc đời. Dạ. Ngoài qua ngoài nắng còn có chân tình nữa. Trong tình yêu, nếu mà em đã chọn ai thì em phải... Nè. Anh đi đâu vậy hả? Từ từ. Tôi đến tìm Hằng. Tìm chị Hằng làm gì? Chuyện của tôi liên quan gì tới cậu? Không có chị Hằng ở nhà đâu. Về đi. Nè, buông được coi. Tí, em vô nhà đi, để chị nói chuyện với anh ta. Dạ. Hằng, có gì thì anh nói luôn đi. Anh biết là chuyện anh sắp nói nghe rất là buồn cười, nhưng mà anh vẫn mong em tin anh. Anh vẫn còn yêu em. Anh biết anh sai rồi. Anh muốn quay lại với em. Tôi không bao giờ quay lại với anh đâu. Anh về đi. Anh sẽ tiếp tục theo đuổi em. Vô ích thôi. Còn đứng làm gì nữa? Về đi. Còn hai người, nhìn gì? Sợ lá thiệt chứ. Ủa, tí chửi ai à? Chửi hai đứa mình á. Ý, cậu bé sợ lá thiệt chú. Lúc đó hả, bọn tao hết hồn luôn á. Tao mà không cản á, là tí với bé bay vô đủ cổ ông về luôn á. Rồi cuối cùng Thanh tới tìm Hằng làm gì? Mày biết làm gì không? Đừng đánh đố tao nữa, nói lẹ đi. Nếu không nói á, mai khỏi lên công ty. Thôi, được rồi. Tóm lại á, là tên Thanh muốn tìm Hằng để nói lại tình xưa. Cái gì? Được chưa? Mày có lộn không? Trò Mỹ sao? Ờ hả? Còn Mỹ sao ta? Không phải tên Thanh định cưới Mỹ mà. Sợ lá thiệt. Cái tên này đúng là không tầm thường. Rốt cuộc hắn đang tính cái gì đây? Chắc chắn là có vấn đề rồi. Rồi sao nữa? Hằng nói sao? Hằng hả? Hằng nói á là... Lẹ lên đi. Mày phải từ từ để ta nhớ chứ. Mày gấp quá, tao nghĩ kể luôn à. Rồi, kể đi. Lúc đó Hằng á... Anh nói xong hết chưa? Anh về đi. Tôi nói anh nghe nè, tôi nghĩ là anh nên dành cái thời gian rảnh rỗi này á để đi gặp bác sĩ thăm khám về tâm lý. Thần kinh của anh có vấn đề rồi đó. Cứ năm bữa nửa tháng anh lại thay đổi thái độ một lần. Anh bị đa nhân cách hả? Đó, chuyện là vậy đó. Tao không ngờ tên Thanh là một cậu bé xỏ lá như vậy. Nếu mà như tao á, tao có thể... Mày đi đâu vậy? Đi tìm Hằng. Giờ này? Về nhớ đóng cửa. Cái thằng này á, bây giờ trong đầu nó lúc nào cũng có Hằng không à. Hằng ơi, sao tối rồi mà anh còn qua đây? Chắc là anh nghe anh Thiện nói rồi đúng không?
Anh lo là em sẽ quay lại với anh ta hả? Không. Vậy chứ anh bất an về cái gì? Về cái chết của Bình Minh. Anh thấy có rất nhiều điều đáng ngờ. Anh muốn tìm ra chân tướng của sự thật. Chuyện điều tra thì mình đâu có làm được. Cái đó là chuyện của công an. Nhưng mà sớm muộn gì á, em tin là sự thật cũng sẽ được phơi bày thôi. Nhưng mà vì sao anh lại nóng lòng như vậy? Anh không tin là có sự trùng hợp tới như vậy. Với thái độ của Thanh dạo gần đây, hắn luôn tiếp cận và muốn quay lại với em. Anh thực sự cảm thấy chuyện này rất đáng nghi. Thực sự là em cũng thấy như vậy. Nhưng mà em cũng không rõ nữa. Em cảm nhận là có điều gì đó khiến cho em cảm thấy không ổn. Và em muốn là... Em muốn giả vờ quay lại với Thanh để tìm thêm thông tin. Anh đọc được suy nghĩ của em hả? Anh muốn mình sớm tìm ra chân tướng của sự thật, để em không phải lao tâm, lao lực và buồn thêm chuyện gì nữa. Dạ, con mời cô. Cảm ơn con. Lấy ghế ngồi đi con. Dạ. Hôm nay đi vòng vòng vậy á, cô có thấy thoải mái hơn chút nào không? Cô thấy thoải mái lắm con. Dạo này cửa hàng con sao rồi? Cô cũng biết rồi hả? Thằng Trung nó kể rồi. Cô còn biết con gì cửa hàng đó mà dốc lòng dốc sức dữ lắm. Con cũng chỉ muốn hiện thực hóa ước mơ của mình thôi à. Cố gắng hết sức thì một ngày nào đó ước mơ sẽ trở thành hiện thực thôi con. Dạ, con cảm ơn cô. Ông trời sẽ không phụ lòng người, nhất là những người đôn hậu như con. Cô ơi, dạo gần đây cô có hay nằm mơ thấy Nhi không? Lâu rồi cô cũng không thấy nữa. Giả sử là một ngày nào đó người đã từng gây ra tai nạn cho Nhi lại xuất hiện trước mặt cô, lúc đó sẽ như thế nào hả cô? Cô cũng muốn tha thứ lắm, nhưng con bé nó chết oan uổng quá. Cô đã từng muốn giết chết người đó, cho dù ngàn lần vạn lần cũng không đủ trả mạng cho con bé.